Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vậy là một mùa Vu Lan nữa đã lại đến. Theo Phật giáo thì Vu Lan mang một ý nghĩa lớn lao, đó là báo ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời cũng hướng con người ta về với cội nguồn của chính mình. Và với lý do đó thì ngày hôm nay chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội xin được cùng với quý vị và các bạn bàn luận về một vấn đề văn hóa truyền thống của người Việt ta, đó chính là đạo hiếu. Và trước khi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, ông Nguyễn Mạnh Tuyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn cầu Lạc Hồng Viên. Chào Thanh Vân, chào tất cả quý vị và các bạn. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Tuyền đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo đã sớm có ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của những nước Á Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta, đó chính là lễ Vu Lan. Và ngay bây giờ xin mời vị khách mời và quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiểu phẩm tình huống của chúng tôi. Ngồi từ nãy mà quên chưa hỏi cậu đi đâu mà mang bó hoa đẹp thế kia. Chắc cậu không nhớ ngày mai là rằm tháng 7 âm lịch là lễ Vu Lan à? Tớ mua bó hoa này là để tặng mẹ tớ đấy. Rằm tháng 7? Tớ lại cứ nghĩ rằm tháng 7 chỉ là ngày lễ xá tội vong nhân thôi. Nhưng cũng là ngày lễ Vu Lan nữa. Lễ Vu Lan là sao? Cả năm mới có một ngày lễ này. Theo truyền thuyết và phong tục dân mình thì lễ Vu Lan là lễ báo hiếu duy nhất trong năm, để chúng ta ghi nhớ công lao sinh thành của cha mẹ, để nếu chưa báo đáp được thì cũng sống cho lễ độ, cư xử cho tử tế với các bậc sinh thành. Tớ cũng nghe và biết, nhưng để tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất phát của ngày lễ này thì... Chuyện dài lắm. Bắt nguồn từ truyền thuyết Bồ Tát Mục Kiền Liên, sau khi tu thành chính quả đã tìm gặp Đức Phật để tìm cách báo hiếu cho mẹ của mình như thế nào. Anh ơi, cho em ly nước chanh nhá. Ơ, hai cậu cũng ngồi đây à? Chúng tớ cũng vừa mới vào thôi. Thế cậu cũng hay ngồi đây à? Đây là quán quen, tớ hay ngồi. Mà tớ vừa lên tầm Nhật Tân để mua bó hoa này về tặng mẹ tớ như ngày lễ Vu Lan. Nghe các cậu nói, tớ thấy ghen tị và xấu hổ quá. Từ bé đến lớn, tớ chưa bao giờ mua tặng bố mẹ gì cả, chứ đừng nói là hoa. Bây giờ lớn lên một chút thì quanh năm lại phải xa bố mẹ. Cậu lại cả nghĩ và đa cảm rồi. Sự tri ân công lao của bố mẹ cốt nhất là xuất phát từ ý thức, từ sự chân thực của mỗi người. Chữ hoa hay là quà thì cũng chỉ là hình thức mà chúng ta muốn gửi gắm vào đó mà thôi. Không có giá trị vật chất nào có thể thay thế và đủ để báo hiếu bố mẹ mình. Theo tớ nghĩ, mỗi người tùy vào điều kiện hoàn cảnh đều có thể báo hiếu bố mẹ mình và thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn. Chứ có phải là ở xa hay gần, hay là tặng hoa hay không đâu. Bố mẹ tớ ở quê quanh năm vất vả, để kiếm được đồng tiền không dễ như ở thành phố. Nhưng tớ biết bố mẹ sẵn sàng chịu thiếu, thậm chí cả đói, để cho tớ có tiền lên thành phố ăn học. Nhiều lúc nghĩ mình chưa làm gì được cho bố mẹ, cảm thấy bất hiếu quá. Có nhiều cách để tỏ rõ sự hiếu thảo với cha mẹ mà. Tớ nghĩ là bây giờ chúng ta vẫn còn đang đi học thì phải cố gắng học cho giỏi này, giữ sức khỏe cho tốt, mai mốt ra trường với tấm bằng loại ưu, như thế cũng là một cách để báo hiếu cha mẹ rồi. Điều quan trọng ấy là cậu đã có suy nghĩ được như thế, là rất ý thức và báo hiếu với bố mẹ mình rồi. Cũng muộn giờ rồi, bọn mình tạm thời chia tay nhau ở đây, để tớ về còn tặng hoa cụ cho cụ phấn khởi nữa. Đúng đấy, tối nay mẹ tớ còn phải đi dạy nữa. Này, hay là bây giờ cậu cùng về nhà với tớ đi. Nhất trí luôn. Tớ cũng muốn được hưởng cái không khí của ngày lễ Vu Lan đầy ý nghĩa này. Vâng, thưa anh Nguyễn Mạnh Tuyền, anh có nhớ về cái ngày lễ Vu Lan đầu tiên mà anh đã từng tham dự không? Và lúc đó thì anh đã thực sự hiểu ý nghĩa và bản chất của ngày này chưa? Vào những cái năm cuối năm 60, đầu năm 70 của thế kỷ trước, khi tôi còn là những đứa trẻ, cứ đến tháng 7 là chúng tôi nhẩm đếm từng ngày một để tính xem là còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày rằm. Đơn giản là chỉ được để được ăn cỗ thôi.
Vì cái thời xưa là kinh tế rất khó khăn, cơm ăn còn chả đủ, huống chi là thịt cá. Thế lúc đó chỉ được nghe người lớn nói rằng là ngày rằm tháng 7 là ngày sáu tội vong nhân, đơn giản thế thôi, chứ còn chả hiểu là chả có khái niệm về cái lễ Vu Lan là gì cả. Thế rồi thời gian thì cứ thế cứ trôi đi, và đến khi tôi vào học cấp 2 thì đến buổi trưa, khi đi học về là buổi trưa ăn cơm với cả gia đình xong, thì tôi thấy là ông bà tôi là sửa soạn rất là sớm để đi đến chùa. Thế tôi hỏi mẹ tôi, thì mẹ tôi nói rằng là hôm nay là có rất nhiều vị sư ở chùa Quán Sứ là về chùa để làm lễ, và tối là diễn kịch hay lắm. Thường lệ thì những cái buổi chiều hôm rằm là chúng tôi hay đến chùa để gọi là cướp lộc. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì một phần là mình cũng thấy lớn rồi, thế mình không đi nữa, và chuẩn bị là rất sớm là để tối làm sao đến chùa để xem các cụ diễn cái gì. Khi vở diễn bắt đầu thì tôi được nghe một vị sư giới thiệu là hôm nay là vở diễn có tên là Mục Kiền Liên Cứu Mẹ. Thế không biết là do là cái nội dung của cái vở diễn đó nó quá xúc động, hay là do các cụ diễn mà rất là nhập vai, nên tôi thấy rất nhiều tiếng sùi sùi khóc. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi thấy là trên dưới mọi người đều khóc cả. Thế rồi tôi cũng khóc theo. Thế và khi vở diễn kết thúc thì cũng lại chính cái vị sư đấy nói rằng là đây chính là tích của lễ Vu Lan báo hiếu. Từ sau cái buổi diễn đó là tôi cứ bị ám ảnh mãi về Đức Mục Kiền Liên Đại Hiếu. Cái ý thức cái lớn lên dần, và trong ký ức của tôi là ngày Vu Lan bắt đầu từ đó. Như vậy thật là may mắn khi ngày đầu tiên anh biết đến lễ Vu Lan báo hiếu thì anh cũng đã được nghe và hiểu về sự tích của ngày này luôn rồi. Em Thanh Vân thấy là các cụ nhà ta thời xưa thì thường răn dạy các con về đạo hiếu. Vậy xin được hỏi anh là những lời các cụ răn dạy từ ngày xưa nó còn ảnh hưởng tới anh cũng như các con anh bây giờ như thế nào ạ? Tôi sinh ra và lớn lên ấy là trong một gia đình gồm 3 thế hệ. Cái tuổi thơ của tôi là gồm 3 thế hệ. Và chủ yếu là ông bà và mẹ tôi dạy dỗ là chính. Ở về cái thời bây giờ là đất nước còn đang chiến tranh, những người đàn ông như là cha tôi rồi bác tôi là đi chiến đấu hết. Chúng tôi anh em là hai bên nội ngoại là đều cùng sống với con ông bà nội lo lắng dạy dỗ. Những năm tháng đó tôi không bao giờ quên được. Cuộc sống thì khó khăn trăm bề, thiếu trước hụt sau, đói kém, vất vả là thế đấy. Thế nhưng mà ông bà tôi luôn giáo dục chúng tôi là làm con cái phải hiếu thuận với ông bà, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Anh em là phải hòa thuận, là phải đùm bọc nhau, bảo ban nhau. Đừng để mà làng xóm người ta chê là gia đình nhà mình là không có giáo dục. Rồi suốt những năm tháng còn lại, tôi được sống trong sự giáo dục đó. Khi đã trưởng thành, có gia đình, rồi đến bây giờ là tôi đang ở vai ông, tôi vẫn giữ nguyên tất cả những cái nếp giao phong đó. Dù là công việc của tôi có bận trăm công nghìn việc, tôi vẫn sắp xếp cùng các gia đình các em tôi cứ chủ nhật hàng tuần là đưa hết con cháu về quê để thăm cha mẹ và ăn bữa cơm đoàn viên gia đình, nó thành thường lệ như vậy. Thế thì khi về đến gia đình ý, là cái việc chúng tôi cần làm chào cha mẹ xong là anh em tôi lên trên ban thờ gia tiên thắp nén nhang để mà khấn tưởng nhớ ông bà cụ kỵ tôi. Thế và cứ lâu dần là làm như vậy là nó thành thói quen. Đấy. Bây giờ các con tôi là cứ đến ngày thứ bảy là bắt đầu là nhắc bố mẹ là ngày mai là chuẩn bị sửa soạn sớm để về quê thăm ông bà. Tôi còn nhớ là anh em tôi rất đông là như vậy, nhưng mà vẫn trên dưới, anh trên em dưới nhường nhịn nhau và ban nhau, không một ai dám cãi với ai. Sai là phải xin lỗi, sai xin lỗi. Tôi nhớ là hồi tôi còn bé, ông nội tôi cứ treo cái roi mây, treo trên cái gọi là cái hiên nhà, tôi chưa bao giờ đánh cháu nào cả, nhưng mà cứ treo đấy là để răn đe. Ngày xưa là cứ nghĩ là cứ câu của các cụ ngày xưa là yêu cho ra cho vọt. Thế mà anh em tôi là cứ trước khi định làm một việc gì hoặc định là có nếu có tức là có sai phạm việc gì
thì bao giờ cũng nghĩ là về nhà là nghĩ ngay đến cái roi mây treo trên cái hồ nhà. Đấy. Mặc dù là chưa bao giờ chúng tôi bị ông bà tôi là sử dụng đến cái việc đó. Và con cái chúng tôi đến bây giờ thì anh em tôi là mặc dù là cuộc sống có thay đổi hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà đạo hiếu gia đình chúng tôi vẫn giữ. Thưa anh Tuyền, em Thanh Vân nhớ rằng là ngày xưa thì ngày rằm tháng 7, người dân chúng ta thường là chỉ nhớ đến một cái lễ gọi là lễ xá tội vong nhân, là lễ cúng chúng sinh thôi. Còn gần đây thì người ta mới nói nhiều đến lễ Vu Lan báo hiếu. Theo anh thì tại sao lại như vậy, và có khi nào Phú Quý thì sinh lễ nghĩa không ạ? Mọi người chúng ta là hay nhầm lẫn giữa ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu. Trước đây mọi người cứ cho là một, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Mặc dù là cùng xuất phát từ trong truyền thuyết của Phật giáo, nhưng mà lại là hai cái câu chuyện khác nhau. Ví dụ như Vu Lan báo hiếu hay còn gọi là Vu Lan bồn pháp, thì cái tích lại bắt nguồn từ câu chuyện của Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên. Thế còn cái tích của cái xá tội vong nhân, hay là gọi là còn cái ngày gọi là cúng cô hồn ấy, thì lại theo tín ngưỡng dân gian ấy, thì cứ tới ngày 15 tháng 7 là ngày mà Diêm Vương cho mở cửa địa ngục để giải phóng cho những linh hồn mà lúc khi còn sống gây, tức là tạo nhiều nghiệp ác, mà khi chết là bị đẩy xuống giam cầm địa ngục. Và những cô hồn bị giam cầm địa ngục được trở về dương thế. Thì chính vì vậy mà những cái từ chùa rồi là từ trong gia đình là hay tổ chức, ngoài cái việc cúng lễ ông bà thì hay có cái mâm lễ gọi là cúng chúng sinh để bố thí, gọi là thí thực đấy, bố thí cho những cái, cho những cô hồn mà vất vưởng, không có người thờ cúng. Và còn có một cái tích nữa là nói rằng là cái ngày cúng chúng sinh ấy là liên quan đến câu chuyện của Phật Át Nan Đà và con quỷ mặt lửa. Thì dù là cái câu chuyện có theo cái thuyết nào đi chăng nữa, thì tôi cho rằng là nó vẫn là cái nét văn hóa vô cùng cao đẹp của người Á Đông chúng ta. Thế thì ngày nay khi cái đời sống tâm linh tín ngưỡng là được tự do thoải mái hơn, cộng với cả cái đời sống kinh tế là được cải thiện rất nhiều, cho nên là đến ngày rằm tháng giêng thì cả hai miền giữa Nam và Bắc, rằm tháng 7 đều coi ngày đó và làm cả hai việc cùng trong một ngày luôn, cùng cả hai trong một ngày luôn. Ngày xưa thì đơn giản là lễ Vu Lan ấy, thì người ta chỉ trong nhà chùa và trong giới gọi là chư tăng Phật tử. Bây giờ ấy, ngày Vu Lan là không còn là một ngày nữa, mà cứ mỗi lần đến rằm tháng 7 là người ta đã gọi là đến cái tháng Vu Lan. Thì tất cả những người thân chúng ta, đại diện thân chúng ta, ngoài cái việc là để mà làm cái việc báo hiếu với những người đã khuất, còn là lo cả cho những người thân như ông bà cha mẹ, những người thân chúng ta đang sống, bằng những cái hành động cụ thể, dành tất cả lòng thành kính, yêu thương, quý trọng đối với những người đang sống. Như các bạn nói là phải chăng Phú Quý sinh lễ nghĩa, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Mà tôi nghĩ rằng là chính bây giờ chúng ta đang tô đẹp thêm ý nghĩa cho lễ Vu Lan mà thôi. Rủ nhau đi đâu mà vui vẻ thế, lại có cả hoa nữa. Mẹ ơi, xin giới thiệu với mẹ, đây là Hồng, bạn học cùng lớp đại học với con ạ. Thế à? Mẹ ơi, nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, chúng con có bó hoa tươi tặng mẹ để tỏ lòng biết ơn. Chúng con chúc mẹ mạnh khỏe, mong mẹ sống lâu để chứng kiến chúng con trưởng thành và nên người ạ. Cảm ơn các con. Dạ. Đúng là các anh chị sinh viên đại học nhân văn có khác.
tri ân công lao của cha mẹ là đạo đức truyền thống của dân mình, cần phải gìn giữ và phát huy, nhưng chưa đủ lông đủ cánh để đền đáp ơn nghĩa của các bậc sinh thành. Các con có biết sự báo hiếu đó chỉ cần thể hiện ở những cái điều tưởng như là nhỏ nhất không? Là điều gì hả mẹ? Là các con phải bảo ban nhau học tập cho thật tốt, đạt những thành tích thật cao để bố mẹ hài lòng và tự hào. Như vậy là báo hiếu rồi đấy. Con xin lỗi ạ, con xin nghe điện thoại. Cháu cứ tự nhiên đi. Alo, bố ạ? Vâng, con Hồng đây. Dạ, con hiểu. Bố ơi, ở nhà có xảy ra chuyện gì không hả bố? Vậy là con yên tâm rồi. Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe bố mẹ nhá. Có chuyện gì thế hả cậu? Bố tớ gọi em mà. Có việc gì không? Bố tớ gọi, bảo chuyển tiền lên cho tớ rồi. Thế thì cháu phải vui chứ. Sao bác thấy cháu vẫn lo lắng thế? Chả là sáng nay trước khi gặp Hoan ở quán cà phê, cháu có ra rút tiền bố mẹ gửi lên nhưng không có. Mà từ trước tới nay bố mẹ cháu gửi lúc nào cũng đúng hẹn. Vậy nên cháu cứ cảm giác lo lo ạ. Thì giờ cụ báo gửi rồi đấy thôi. Không phải cháu lo không có tiền đóng học, mà sợ các cụ ở quê ốm đau hay xảy ra chuyện gì ạ. Bây giờ biết tin các cụ ở quê khỏe mạnh cả, cháu mừng lắm ạ. Thế là cháu yên tâm rồi còn gì nữa. Làm phận con mà biết lo lắng cho cha mẹ như vậy là rất hiếu thảo rồi đấy. Thưa anh, được biết anh hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại toàn cầu Lạc Hồng Viên. Không biết là những câu chuyện mà chúng ta trao đổi từ đầu chương trình tới giờ thì có chút liên quan gì tới lĩnh vực mà anh đang kinh doanh không ạ? Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại toàn cầu của chúng tôi hoạt động đa lĩnh vực, trong đó là có Lạc Hồng Viên. Cũng xuất phát từ cái sự suy nghĩ là đạo hiếu người Việt ta là đạo gốc rễ. Cho nên người xưa có câu là sống về mồ về mả chứ không sống bằng cả nồi cơm. Chính vì vậy mà chúng tôi đã cho ra đời Lạc Hồng Viên. Khi Lạc Hồng Viên ra đời làm thay đổi cái nhìn cố hữu của chúng ta về cái mà hay gọi là nghĩa trang nghĩa địa, làm cho những người đã khuất không còn cảm thấy không còn cô đơn hưu quạnh, làm cho những người đang sống cảm thấy yên lòng hơn và có cái cơ hội để họ được thỏa mãn, để báo đáp với những người thân của họ. Khi những ai đó đã đến Lạc Hồng Viên thì chỉ cần bước qua cổng Lạc Hồng Viên thôi là thấy ngay một cái khối đá mà rất giống hình một người đang gục khóc, mà trên giữa cái khối đá đó chúng tôi để một chữ hiếu để luôn nhắc nhở chúng ta một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi ông bà cha mẹ mất đi thì đa phần gia đình người Việt Nam chúng ta trước kia là thường hay đưa về quê, và đôi khi thì quanh năm ngày tháng chỉ thỉnh thoảng mới có dịp để về chăm sóc cho ngôi mộ của ông bà cha mẹ. Còn ngày nay thì nghĩa trang công viên Lạc Hồng Viên ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Và em Thanh Vân cũng biết là ở Lạc Hồng Viên thì đang triển khai dịch vụ cúng dỗ online, tức là giúp cho những người không có điều kiện để lên mộ thắp hương hoặc là cúng dỗ cho người thân của họ. Điều này thì nghe có vẻ rất là phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay, nhưng liệu nó có làm cho người dân trở nên phụ thuộc và thiếu đi trách nhiệm và bổn phận đối với ông bà cha mẹ, hay có thể gọi là đạo hiếu không ạ? Ngày xưa thì các gia đình là rất là đông con, nên người này đi vắng thì còn có người kia lo lắng. Nhưng bây giờ đa phần các gia đình thì đều có chỉ có 1-2 người thôi. Đấy. Thế mà là còn tham gia công tác đoàn thể, có thể là phải xa phương lập nghiệp. Bởi vì thế là không có thời gian
thường xuyên để chăm sóc được người thân, ông bà cha mẹ của mình. Chính vì lẽ đó mà ý tưởng cúng giỗ online chúng tôi đã cho ra đời. Và thông qua cái dịch vụ cúng giỗ online thì tất cả những người mà có thể ở bất cứ nơi đâu, khi vào những ngày quan trọng của ông bà cha mẹ mình, ví dụ như cúng giỗ mà không về được, thì thông qua dịch vụ cúng giỗ online có thể thỏa mãn được tất cả những điều mình muốn để tỏ lòng thành kính đối với ông bà cha mẹ và với những người đã khuất, mà không sợ, không cảm thấy mình là có lỗi hoặc thiếu trách nhiệm với tất cả mọi người. Bởi vì là sau khi sử dụng cái dịch vụ này thì chính người sử dụng ấy là sẽ được coi qua cái video clip của chúng tôi ghi lại toàn bộ bằng hình ảnh để cho cái người sử dụng dịch vụ đó được nhìn thấy và được chứng kiến tất cả những cái việc mà lạng viên đã làm cho. À, vâng, đó cũng chính là cái sự ưu việt của thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng xin được quay trở lại với chủ đề đạo hiếu. Nhiều người thì cho rằng là lớp trẻ hiện đại đang sống thực tế hơn và dường như là có vẻ xem nhẹ đạo hiếu hơn so với những lớp người đi trước. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ không hẳn là như vậy. Mặc dù lớp trẻ hiện nay là có đầy đủ điều kiện về vật chất khác rất xa đối với thời xưa, nhưng các bạn vẫn luôn giữ được cái đạo hiếu của người Việt bằng những hành động cụ thể. Ví dụ như là các bạn sinh viên, học sinh, thanh niên là đã gây dựng những phong trào hết sức thiết thực. Ví dụ như gây dựng phong trào hiến máu nhân đạo, rồi là làm những công tác thiện nguyện, vân vân, rất nhiều các cái phong trào, các cái công việc mà tôi cho rằng là rất là có giá trị. Thế còn với các em nhỏ, như cái thời chúng tôi ngày xưa ấy, thì chỉ biết là những ngày rằm, những ngày Vu Lan là chỉ chạy đến chùa, đơn giản là chỉ để chờ để cướp lộc thôi. Thì bây giờ các em là đã biết là các em là để biết là đến chùa để cùng với gia đình chắp tay cầu nguyện trước Đức Phật, để cầu nguyện cho bản thân mình và cầu nguyện cho cả tất cả những người thân. Đấy, tôi cho rằng là các em không hề làm mất đi. Đấy, không hề làm mất đi cái ý nghĩa của đạo hiếu ngày xưa, mà thậm chí các em còn đang cố gắng để làm tốt hơn những gì chúng ta đang nghĩ. Và nhất là khi đến cái mùa Vu Lan ấy, tôi rất xúc động chứng kiến những cái bạn trẻ đến Lạc Hồng Viên để nhằm tìm kiếm chỗ để dành tặng cho người thân của mình trước khi về bên kia thế giới. Rõ ràng là các em không làm mất đi cái trách nhiệm của mình với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà các em còn đang làm đẹp hơn. Vâng, thật ra thì máu mủ ruột già dù có xã hội đi lên như thế nào, nhưng đạo hiếu em Thanh Vân tin rằng là nó luôn luôn ở trong mỗi con người của chúng ta. Vậy để nói một câu với gia đình, bạn bè và những người thân trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu năm nay thì anh sẽ nói điều gì ạ? Gia đình luôn là nhân tố quan trọng. Người xưa có câu tề gia trị quốc bình thiên hạ. Muốn trị được quốc thì trước hết phải tề gia. Mà muốn tề được ra thì phải luôn giữ tròn đạo hiếu. Qua lễ Vu Lan lần này, tôi muốn nhắn nhủ với tất cả những người thân của mình, với tất cả các bạn. Trong mỗi con người chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, thì chúng ta hãy luôn giữ tròn chữ hiếu. Đó là đạo hiếu vô cùng cao đẹp của người Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Tuyền về những câu chuyện về đạo hiếu cho chương trình Người Tráng An, Người Hà Nội ngày hôm nay. Xin được thay mặt những người làm chương trình chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Tháng 7, mùa thu lá rụng vàng. Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan. Bâng khuâng nhớ đến công sinh dưỡng. Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Theo tín ngưỡng dân gian thì cứ vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, người Việt lại tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu.
Đây là ngày lễ tưởng nhớ công ơn cha mẹ kiếp này và các kiếp trước đã có công sinh thành ra chúng ta. Trong ngày này, bên cạnh nghi lễ cúng cô hồn vào buổi chiều cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có người thân, trên dương thế để thờ cúng, thì tại các ngôi chùa còn có thêm nghi thức bông hồng cài áo để nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người. Những ai mất mẹ thì được cài trên áo một bông hoa trắng để không quên ơn mẹ dù người đã khuất. Những ai còn mẹ sẽ được cài hoa đỏ để luôn tự nhắc mình hạnh phúc vì còn mẹ và phải cố gắng để làm mẹ vui lòng, kẻo một mai mẹ khuất núi, có than khóc cũng không còn kịp nữa. Nghi thức này do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng vào năm 1962 và được truyền lại cho đến ngày nay. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tới rằm tháng 7 thì tất cả các gia đình đều lên chùa để làm lễ cầu siêu với cái mục đích là để cầu nguyện cầu và báo hiếu cho tổ tiên ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng. Cái việc làm này không chỉ đối với người đã mất mà cả ngay khi cha mẹ còn tại thế cũng đã được nhờ cái công đức này mà được tăng phúc tăng thọ. Để nhân cái ngày này thì tất cả các Phật tử cũng như là các vị khách hàng cũng đã trở về chùa Kim Sơn Lạc Hồng nằm trong khuôn viên nghĩa trang để đốt nén tâm hương cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và thập phương chư tăng để cầu nguyện cho các chân linh được an nghỉ tại đây, cũng như là các chân linh quá vãng nhiều đời nhiều kiếp nên đó cũng được hưởng cái phúc lành này mà được thoát hóa vãng sinh. Đó cũng là cái ý nghĩa hiếu hạnh của cái ngày Vu Lan báo hiếu. Có thể nói ngày lễ Vu Lan mang một ý nghĩa lớn lao là báo đáp công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, hướng con người ta nhớ về nguồn cội của mình. Nó đặc biệt phù hợp với truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam. Nếu người phương Tây có ngày của cha, của mẹ, thì người Á Đông, trong đó có Việt Nam, hoàn toàn tự hào khi có ngày lễ Vu Lan. Chương trình Người Tràng An, Người Hà Nội ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.